Đang chờ ăn đây, đây bữa ăn bình thường đây, đó hạt ngâm ra này, chibi thì cho luôn lúc ngâm hạt rồi, ngâm ra là nó đủ nước, nó chỉ như thế này thôi, mỗi còn một tí cơm này, cơm thừa đó, tí vậy thôi. Siro 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 ăn thì siro ra đây, đây của Pila đây, phần của Pila này nha. Messi ra đứng gần mẹ đi, ok Messi đây. Còn con siro đâu đây nhỉ? Siro ra đây. Đây, có siro đây. Ok. Đó là phần ăn bình thường. Đây nhá, sẽ quay như thế này để Yên xem là xem ăn bữa ăn này cho nó ăn mất mấy phút. Cái Cansinano này thì đợt này là chỉ bù cho Pila với lại siro thôi. À, lẫn này, nhìn thấy viên canxi ở trong bát của siro. Đó. Xích mông lại. Ba mươi giây đã qua. Yumi có ăn không? Yumi ăn phần của Yumi, phần Yumi cho sẵn rồi kìa. Yumi mà không ăn là mình cho chúng nó chia cho chúng nó ăn đấy. Mì lúc nãy được mấy miếng rồi. Đấy, phần của mi đấy, mi ăn đi. Ừ, ăn đi. Không ăn là tí cho nó ăn xong là chia cho nó ăn đấy. Khi la lùi lại. Ăn không để trôi bát nhiều quá. Messi lùi lại. Siro lùi lại. Xích cái mông sang bên kia. Rồi. Nhìn thấy bà với mẹ đứng theo cái kiểu như thế nào thì mình cũng phải đứng theo kiểu vậy chứ. Mi có ăn nữa không? Pila nó ăn sắp xong rồi kìa. Mà không ăn là tí nó ăn xong là sẽ cho nó đấy. Pila đã xong, coi như là từ lúc bắt đầu ăn mà đến lúc quét sạch bát là trong vòng xem nào, trong vòng 2 phút ăn rất từ tốn, lịch sự và mất thời gian quét bát cho sạch, mất 2 phút đó. Và mọi người nhìn lượng ăn như thế là không ít đâu nha, 4 lạng ngâm ra đó. Đây. Rồi mì ăn thừa hả, hay lại chia cho Pila tí này. Pila một tí này, Messi một tí này, không, cái này là Messi, đây siro đây, rồi vài hạt thì cũng phải chia, nó, ăn nhanh chóng vậy thôi, ăn thế này đấy mọi người thấy là nó có cái sự khác biệt không? Ăn như này đảo vài hạt cơm vào là gần như nó không rơi, gần như là không có rơi vãi. Nếu mà ăn mà cho ăn hạt khô ấy thì ăn hạt khô là kiểu gì nó cũng có một cái độ rơi vãi. Mùa đông mà cho ăn theo kiểu ngâm như này ấy thì nó đảm bảo là con chó không bao giờ sợ nó uống thiếu nước, không bao giờ sợ là nó bị thiếu nước để tiêu hóa. Trong cái đồ ăn hạt này là cái lượng nước nó ngấm vào nó nở bung hạt ra như thế đã đủ để tiêu hóa cái hạt rồi. Còn nó có thể nó uống nước thêm, nhưng mà cái đó là trong trường hợp những con mà nó lười uống nước thì như thế là nó vẫn đủ nước đó. Mọi người nhìn. Khi mà mọi người ngâm ấy là cái chibi này, cái bột chibi này là mọi người có thể lấy ra để mọi người đảo trước. Đảo luôn vào trong cái cám lúc mà mọi người ngâm. Đó. Nó thấm luôn vào trong cái cám luôn. Và trong cái trường hợp mà mọi người đảo cái chibi này nhá thì cho dù mọi người có ngâm cám qua lâu một chút đấy thì cái cám nó cũng không bị theo cái kiểu là bị gọi là theo kiểu là gọi là bị như là nó không phải là ôi thiêu đâu mà nó bị chua ra ấy. Nó bị theo cái kiểu gọi là gọi là ải, gọi là cơm ải ấy, tức là để lâu quá nó không ngon ấy.
thì đảo cái chibi này nó giữ được là cái cám nó không bị theo cái kiểu ải như thế, con chó nó vẫn thích ăn. Hôm nay quên cái thải độc ga này. Quên cái thuốc đắng này. Ba đứa ra đây nào. Tránh cái máy quay thôi. Ngồi xích về một bên đi. Nè. Rồi, ngồi yên đi chờ. Đúng rồi. Con cả con Nasi nữa. Một là bóc ra này. Đúng rồi. Ok. Không thì ngồi bên đấy. Ok, ngồi bên đấy thì được. Pila lên ghế đi. Pila ngồi thích che hết chỗ cho nó rồi. Ok, rồi. Tất cả ngồi yên đi chờ. Rồi, thám siro cũng ngồi yên đấy. Lùi lại. Lùi đấy. Bây giờ lấy thuốc đây. Tổng cộng là 10. Tổng cộng là 13 viên. Rồi này, 4 này. Rồi 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12 này, 13 này. Cất đi 3 viên. Rồi, 13 viên đây. Đó. Bóc đã, chờ bọc. Rồi, 2 viên 1 này. 2 viên 1 nha. Rồi, siro. Nuốt, đừng nhai. Khả năng là nó sẽ nhai. Cái này cũng chờ bọc xong hết thì nó bắt đầu cho chúng ta ăn được. Còn chắc chắn là đi viên kia là siro sẽ chắc chắn là cái viên kia là sẽ phải cho siro ăn lại cái viên đấy. Sai nào, ngồi cho nghiêm túc vào chỗ vào viên đấy, chờ viên đấy nha, để ta kiểm tra xem cái viên thuốc kia xem có nhẹ ra không, biết ngay mà. Nào, rồi gì nữa. Lùi ra. Quái thai. Quá là quái luôn. Đấy. Làm lại hai viên thuốc. Đấy, bò như thế này. Bò này. Đấy, để bỏ xong đã. Đấy. Ba cái là thừa bọc cho 12 viên, bọc cho 13 viên thuốc là gần như là còn thừa lại một cái, nhưng mà cái này là để châm cái lúc cần, lúc cần thì sẽ châm những ghé này, nhấp thêm này để đảm bảo là sẽ chán luôn. Rồi, Nasi, Pila, rồi Mi là một mình một viên này, Mi, rồi còn Siro thế là được chán hai lần nữa nha. Ra thôi bạn. Này, nhanh ăn không? Nhà ra đừng trách nào. Nào. Nhà ra. Chỉ đổ vừa pha thôi bạn. Đấm cho Siro, cho Siro nhịn giờ chứ. Nhà lại. Kiểu ở đâu. Ăn bước nhanh chẳng kịp. Mình phải còn bỏ lại. Thôi đừng nhai, nuốt trứng nhai. Rồi lần này lại được tiếp, nuốt đừng nhai, nuốt. Đúng rồi, cái gì mà cần nhai thì bảo thì nhai, chứ còn cái gì không cần nhai thì nuốt thôi. Đi la. Rồi,
mi đây nha, nhìn tay nha. À, đó rồi, tạm đi, tạm rồi, để cho mi đây kiếm này, lặn kiếm này. Rồi tay vẫn còn đang còn dính phô mai. À, gặp đi, nhằn làm sao để cho nó hết được, đúng rồi, đầy đầy quẹt vào mồm này, tí là tự liếm mép lên quẹt vào, đúng rồi, đấy, thế tha hồ liếm mép. Ok thôi được rồi, hết rồi đấy, ok xong nha. Lì của để tốc siêu đắng này, tí xong hơi mất thời gian tí.